Chào các bạn. Để cho có phong phú bài tập cho bạn thực hành thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái đề word 365. Thì thầy sẽ làm cho bạn là đề 2 training mode để các bạn có thêm cái tư liệu để các bạn thực hành cho nó tốt. Thì bây giờ bắt đầu mình vô mình làm thì các bạn. Thì ở chỗ này thầy làm cái nhà lá dừa. Thầy làm cái nhà lá dừa câu được sai mình làm lại nha các bạn. Rồi. Cái câu 1 này nó nói là tạo cái paper đờ các bạn. Paper đờ thì chúng ta vào cái home này. Chúng ta bấm vào đây được này. Bấm vào đây này. Chúng ta chọn paper đờ. Hoặc là chúng ta chọn design paper đờ chỗ này các bạn. Các bạn cũng chọn chỗ nào được nha bạn. Thì cái chỗ này nó bắt buộc chúng ta chọn số 3. VT. Màu. Màu này là tan accent 6. Đây accent 6 nhưng mà tác cho 50%. Đây rồi chấp nhận tất cả các mặc định xong. Nó nói là xóa cái thuộc tính ẩn thì cái câu này hầu như là cái như là thay thế đề nào cũng có sao rồi in for mình vết các bạn mình tìm cái chữ được human protein person này đây này thì mua đi rồi. Cái câu này như cái nào cái đề gặp có sao rồi cái ở trang cuối ở dưới cái đoạn này chúng ta chèm table insert table 6 dòng 3 cột rồi tiếp tục là chúng ta delete tất cả comment nhớ rằng delete tất cả comment là chúng ta vào review này chúng ta delete này các bạn nhóm cái mũi tên xuống này cái tập này các bạn ha, nhớ nha và cái hiển thị cái bar đáp mắt cái ký hiệu bar đáp mắt này kiểm tra nó để hiển thị ra sau khi làm xong chúng ta break câu nào sai chúng ta làm lại ha, câu nào đúng thì thôi câu một kiểm tra lại còn có sai chỗ nào câu một ha layout design box border ở đây là chúng ta cho cái này chúng ta chỉ bóc các bạn quên chỉ bóc border quên chỉ bóc border các bạn ok rồi quay cái đi câu một là bị lỗi các bạn câu năm là sai nữa try menu câu năm là display display hiển thị ra rồi quay các bạn ở sai một con sai sẽ chụp luôn rồi xong cái công project 1 chúng ta qua project 2 project 2 nói đây mu cái này là Boston đây chờ này vị trí của nó Boston này center ở giữa top tại center top crossway này này rồi convert cái này cái bảng này chúng ta cần vần là chúng ta sử dụng là cần vần tôi này bằng cái dấu phẩy các bạn còn mất bằng dấu phẩy nha như bằng dấu phẩy nha các bạn và cái dấu phẩy á ở đây là chúng ta resolve cái này resolve và cái app là chờ cái picture này chúng ta cho nó là tay kiểu là reset Google đây là nó là chữ này sao á ok rồi tiếp tục là chúng ta qua cái tab 5 ở đây là chúng ta đánh dấu sự thay đổi trong tương lai là chúng ta đánh dấu lại chúng ta review này cách trên này cái văn bản chúng ta nó thay đổi gì nó sẽ ghi chú lại trên chỗ thay đổi các bạn đây này rồi next cái câu này không có các bạn ha cái câu này insert 3D mode không có bỏ đi ha câu này không có rồi cái câu này là do thầy đang xài là phiên bản Word thầy đang xài phiên bản Word là 2016 và đây là trên 365 các bạn không có cái on cap ở đây cho on cap chữ này này nguyên cái dãy này này đây on cap là chúng ta phong các bạn on cap đây này on cap
À, tất cả chim hoa đó. Ở đây là trên trang 2. Chỗ này này nó nói chúng ta mình sale lại thành một này. Tất cả một ô này, layout này, table là nhớ layout nha. Table design này, layout này nó có mình sale này. Là chúng ta vào mình sale nha. Rồi. Ở trên trang 2 chúng ta ở đây. Ở đây chúng ta đổi lại thành là bắt đầu từ số 1 và bấm vào đây các bạn. Book Enumerating này là trong form nha. Form này, Book Enumerating này. Chúng ta set value này các bạn. Chúng ta set lại là số 1. Chưa đổi, chúng ta set lần nữa các bạn. À, chúng ta set lại số 1 và chúng ta set theo đúng yêu cầu đó nha. Rồi, set số 1 nữa các bạn. Rồi, tiếp tục chúng ta remove background. Hình nào đó, hình ở đây, cái chỗ này các bạn thầy rất sợ con này luôn á, rất là sợ con này luôn á, con này là hên xui nhé các bạn, mục lao nha. Câu này là làm á, đúng thì cũng khó khăn lắm, nói chung là làm theo ý của nó, sự có mình làm á nó chấp sai không đúng theo ý của nó bạn. Rồi tạm thời mình thử được hay không nha, không được là mình dễ lại. Ok được các bạn ha, có một bị sao à, có một ok, có một là nó bị cái bài này là có một lỗi nha bạn, có một bị lỗi nha, có một bị lỗi là đúng các bạn, nói chung là bài này đây này ha, có một bị lỗi nha, có một không có là đúng các bạn ha. Ok next nha bạn, cái máy của hình nó kéo 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 rất là căng nha các bạn. Rồi ở trang cuối, ở trang cuối là trang nào đó, trang cuối là trang này, chúng ta insert một cái hình ngôi sao mà bốn cánh, tại hình ngôi sao bốn cánh đây, ngôi sao bốn cánh chúng ta vẽ và chúng ta cho nó center đây này, ở line này center đó bạn. À chúng ta canh nó ở line là canh nha bạn, canh cho nó canh cáp ở giữa. Chúng ta vào cái go to form này, chúng ta vào cái go to nữa bạn. À go to rồi file, chúng ta vào go to nè, chúng ta sử dụng là bookmark này, ta tìm vào go to nó này, thì bookmark này nó sẽ có chúng ta tìm cái câu con này và chúng ta delete nó ha, delete cái chữ này và cái dấu 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 phẩy đúng không ạ, à, delete cái này và dấu phẩy đúng không ạ, nhấn Delete này là mắt là cho nó chúng ta tìm cái vị trí đánh dấu và sau đó chúng ta tìm chữ này chúng ta xóa nó đi ha, nhớ xóa chữ này và cái dấu phẩy luôn nhé bạn. Rồi hẹp một cái footer blank, thì chúng ta muốn hẹp một footer rất là đơn giản, chúng ta insert này ha, footer này, nhưng mà footer này là kiểu blank như này ha, rồi chúng ta dán nó vào, nhưng mà cái footer này là không hiển thị trang đầu tiên, là trang cover đó đúng rồi, trang đầu tiên khác này, lỡ mà nó có này thì mình chỉnh lại nha, mình chọn cái này là cái này là trang đầu tiên khác biệt, là trang đầu tiên không có này, trang đầu tiên là không có này. Đầu tiên được chưa, đó là mặt bình xịn mới nhớ, là nếu mà nó không có thì mình chọn lần một mình mở chọn nha. Rồi ở trang 2, trang 2 là chỗ trống ha, trong một trang 2 này chúng ta chèn một cái lục ở dạng là theo table bình đây, chúng ta sử dụng automatic này, table 2 này. Rồi xong ở chúng ta chèn một cái chúng ta tìm cái chữ này đi home file, chúng ta tìm chữ the u cha
Ở đây á, ở đây là phải, ở đây là chỗ này các bạn, chúng ta chọn nó ha, chúng ta review này, chúng ta lưu một comment này ha, chúng ta dán comment vào vô, ok phải à, được. Rồi chúng ta dán comment nó vào cái này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ coi gọi dán comment lỗi con nhà quay đi thôi. Ok, thành phố bị sai, chúng ta bị tay bây giờ chúng ta kiểm tra lại. Bốn sao bị à, sorry các bạn, sorry. Cái chỗ này là bị sai nhưng mà cái chỗ này là thay đổi bên bên, bên cái này rồi. Chúng ta để cái này đi. Chúng ta để chỗ này mới đúng này, chúng ta insert này, chúng ta chọn là reference này, chúng ta chọn table còn content này chúng ta sử dụng là table automatic này à, chúng ta quay lại nha các bạn. Ok bị sai nữa đó. Rồi bây giờ là mình quay lại cái tập 4 đi ha, quay lại cái 1 2 3 cái này đi ha, mình quay lại mình làm lại đi, go to cái. Rồi mình restart lại các bạn ha, restart lại đi. Nó dễ. Một này chúng ta chèn một cái hình ngôi sao ở dưới này. Insert một cái hình ngôi sao các bạn. Đây hình ngôi sao đây. Nó dễ và chúng ta cho ra giữa. Và tập 2 này chúng ta tìm cái home. Chúng ta tìm cái go to bookmark. Chúng ta tìm tới nó. Và chúng ta xóa cái chữ này đi. Rồi. Chúng ta có tập 3. Rồi chúng ta gõ cái chữ gì đó. Ở đây là insert footnote. Chèn cái chân trang. Insert footnote nào. Ở đây là bình lăng. Chúng ta dán nó vào. Và tập 4 này á. Ở top cái trang thứ hai, top đi trang hai đúng không, trang hai, trang hai là trang nào, ở đây là trang một, trang hai ở đây chúng ta chỗ này này các bạn, nó có chữ bay break này nguy hiểm lắm, chúng ta để chỗ này các bạn ha, hồi nãy có thể là mình để dưới bay break đó, nó bị chạy xuống thay bộ mình lên automatic hai. Rồi tiếp tục tập 5 chúng ta chèn một cái chú thích, à muốn chèn chú thích này chúng ta phải tìm kiếm chữ là đất, ok chúng ta bôi nó, chúng ta review, chúng ta đi comment, chúng ta dán nó vào thì ta ok. Sau khi làm xong chúng ta run nha bạn, nó sai nữa ta bó tay com. Ok, nên đã đúng rồi nha các bạn. Mình qua tiếp tục cái project 5. Project 5 nó nói là copy định dạng cái này. Là chúng ta bôi nó, chúng ta sử dụng phần mắt enter. Chúng ta dán vào bên góc trái. Là chúng ta bôi cái này hay chúng ta dán này này. Đó. Đấy nha. Ở đây này, nó mất. Chúng ta sử dụng là phần mắt enter này. Copy định dạng và chúng ta dán nó vào. Rồi tiếp tục là chúng ta ở cuối trang, đây chúng ta chèn một smart ad, insert smart ad nha bạn, insert smart ad ở dạng là basic project, basic project này. Rồi chúng ta cho chiều cao của nó, ở đây là chúng ta cho nó position tầng, format position tầng nó là bút tầng center square, chúng ta cho nó chiều cao nó là 0.5. Ok xong
ở đây thiếu chúng ta cho nó là gì đó gọi là fill à, set smart design ở trên này, smart design này à. Trên ở đây gọi là fill asin năm không, đây gọi là fill asin năm này gọi là fill, đây gọi là fill asin năm nha. Rồi tiếp tục chúng ta qua tập 3, chúng ta thay đổi cái chỗ này nè, chúng ta cho nó là chiều cao điều động nó là một cái tháng thôi. Rồi tab này chúng trên cái trang đầu tiên, ở đây là cái trên trang đầu tiên chèn cái hình này ở ở dưới cái paragraph cuối cùng của new try, đây dưới paragraph cuối cùng là cái này nè, chúng ta đỡ phía trước nè, chúng ta insert một cái picture, chúng ta chọn cái document, trong document này không có, chúng ta vào cái chiếc template đó, insert này. Rồi xong à, cái này chúng ta tìm cái hình này, cái hai cái đó, chúng ta tìm cái hình nào bị lỗi á, đây check à, chúng ta tìm hình nào bị lỗi á, thì hồi nãy chúng ta thấy picture này á, picture này chúng ta mới chèn ha, không liên quan ở picture này lỗi đúng không, thì chúng ta tìm biết cái picture đó picture lỗi đó ha, chúng ta tìm cái picture lỗi đó nha, và sau đó chúng ta làm gì ta, buộc phải chúng ta format picture, hoặc là chúng ta chọn format picture chúng ta cũng được, chúng ta nè chúng ta đã biết bị lỗi đúng không, chúng ta chọn format picture chỗ này ha, chúng ta chọn cho bấm chỗ này cũng được, format picture đi, chúng ta bấm format picture là format picture ha, rồi chúng ta bấm cái nào ta, picture này cũng nó ra này sai thì có cái post là không phải format picture chỗ nào ta, thôi bấm chỗ này chuột phải ha, format picture nha. Ok thì chỗ này nè bạn, cho chúng ta chỗ này này chúng ta chọn nó Alatex này, chúng ta gõ vào cái new logo ha, rồi new cái gray các bạn ha, gray rồi ok, chúng ta vào rồi 6 thì cái câu này các bạn, cái câu này này cái hầu như mấy đề sau thứ mà sợ, thì cái câu này á thì cho cái hình này nó đã chút khác rồi, chút khác đi. Câu này rất là sợ câu này à. Cái này là cái file nào đó, file này đúng. Rồi, cho này to ra đi ha. Rồi. Rồi. Nó nói là chúng ta chụp cái hình. Chúng ta chụp hình là insert nữa. Cái câu này á, thầy rất là sợ những câu này à. Ở đây là mình sử dụng là insert rồi, chụp hình cùng người ta to lắm, chụp cái hình nha, ở chỗ này là trước chỗ nào đó, trước cái câu này đây, chúng ta để cho chuột chỗ này nha, chúng ta chụp cái hình nha, insert nha, chúng ta chụp cái hình, thì khi mà chúng ta chụp hình đó chúng ta rồi chúng ta chụp chưa được các bạn, chụp lại rồi để cái này nhỏ nhỏ xuống tí xíu ha, rồi chúng ta chụp lại insert này nha, insert chụp lại cái hình này. Ok, đó, chúng ta để hình như vậy này. Chúng ta chụp nó mới được nha bạn. Chúng ta chụp nó mới được, nó mới chấp nhận nha. Ok, được chưa? Chúng ta để cái như vậy xuống này này, chúng nó mới chấp nhận nha các bạn. Để mà giữa giữa nó không có chấp nhận đâu. Rồi, sau khi chụp hình xong, chúng ta footnote. Cần vào footnote này nói nha. Ở đây là chữ này này, chữ nào ta? Cái này phải, cái này. Cái này. Đây chúng ta coi này này, chúng ta sử dụng một reference này, ở đây này chúng ta sử dụng là footnote and note này, chúng ta convert các bạn à, convert footnote and note nha, rồi tiếp tục tập 3, ở đây là chúng ta chọn từ nguyên sinh đến cái nguyên sinh một ha, nguyên sinh một đây, check đến nguyên sinh hai, nguyên sinh ba, sinh 4, sinh 5, sinh 6, sinh 7. À, hết rồi, sinh 7 hết rồi nha. Ở chữ này này, đó, chắc chắn luôn ha. Ở đây chúng ta chia hai cột là chúng ta sử dụng layout, chúng ta sử dụng một column này, chúng ta chia hai cột này. Mặc định, à, chấp nhận tất cả mặc định nha. Rồi, ok. Rồi, insert column wrap, ngắt cột. Ở cái đoạn cuối, cuối sinh 7, ở đây sinh 7 này. Thì ở đoạn cuối chúng ta để chỗ này các bạn ha. Chúng ta sử dụng là brush này,
Coulomb brush này, à, cho nó ngắt cột đi ha, cho nó bay dùm cột thường này, ok chưa? Rồi tiếp tục là cái chúng ta cái annotate trong table. À thì chúng ta kiếm table đây, table này. Chúng ta annotate là chúng ta chọn layout này, property này. À chúng ta annotate này chúng ta gõ vào title này. Về. Ok nha. Rồi, chúng ta write thử coi. Ok, như vậy là hợp lý nha các bạn. Như vậy là mình làm hợp lý á. À, chúng ta sẽ qua cái tab cuối cùng, project 7. Ở đây là nó kêu là giảm cho một cấp ha. Ở đây là giảm cho một cấp các bạn, rất là đơn giản. Home này, ở đây là tăng cấp này, tăng vô, sụp vô này. Ra này. Ok chưa? Rồi. Ở đây cái hình này. Nó cho là chúng ta là Vivo. Smart à, ở đây format này, chúng ta cho nó Vivo ha. Chúng ta cho nó là effect. Đây, cái này cho. Replay insert set này. Ok, rồi xong các bạn ha. Nói chung là định dạng với này á, các bạn làm nhiều nó quen rồi, làm nhiều nó quen ha. Làm nhiều nó quen, chứ còn các bạn làm thì chắc là không quen đâu. Rồi, ở đây chúng ta save với cái tên. Tên này. Thì chúng ta save với file PDF ạ. Là file CSS ở trong cái Gmatrix, chúng ta sẽ có dạng PDF của cái tên này, rồi save lại nha các bạn. Bắt chúng ta là save vào file PDF tập hàng nha. Rồi tiếp tục vào tab 4. À đây tab 4 này ha, các bạn vô smart, các bạn vô review nha các bạn. Các bạn vào cái review bên này thì các bạn coi này, những cái chữ này này, chữ hay này này. À, nó đã thay đổi và chấp nhận thì mình accept này. Rồi chữ chờ mua chờ à, mình chấp nhận là nhấn accept này. Rồi chữ kem này mình nhấn accept này là chấp nhận, chấp nhận là sự thay đổi ha. Workshop này mình chấp nhận này, nhưng mà thằng sách ở đây mình không có chấp nhận sự thay đổi set gì à, file đây cũng không chấp nhận là set nữa nha. Ok, như vậy là khi mà người ta sử dụng check trên đó là nó sẽ thay đổi, người ta mở lên nó khá là chấp nhận để cho qua, còn chấp nhận thôi. Ở đây chúng ta cho cái này này like cho cách dòng của nó, à, cách đoạn khoảng cách giữa các dòng của nó, khoảng cách giữa các dòng của nó là số 1 bên đây này, là chúng ta cho nó số 1 này. Như vậy là thầy vừa hoàn thành xong cho các bạn, thầy vừa hoàn thành xong cho các bạn là cái SM2 của S4 của Word ha, của SM2 của 365, Word 365 SM2 các bạn. Các bạn có tư liệu các bạn làm theo nha. Thì ở chỗ này thầy làm cho bạn thêm phong phú cái tài liệu để các bạn thực hành cho tốt ạ. Chúc các bạn thành công nha. Ở đây là mình không làm được câu, có nghĩa là khoảng tầm 96-97 điểm các bạn. Rồi chúc các bạn thi tốt nha các bạn. Thì ở chỗ này mình làm bài nằm kiểm tra câu đó rồi, làm câu nằm kiểm tra câu đó rồi. Nên rất là đơn giản, nó sẽ ra cho mình hết số. Như đây mình con là đúng rồi, sai nó ra cho mình từng phần rồi, nên không sai nha các bạn. Bao nhiêu điểm đây? Ok, 9.71 điểm, 9.71 điểm là mình sai cấn câu á. Ở đây là câu 3D mình sai nha các bạn. Rồi, chúc các bạn làm bài tốt nha, chào các bạn.